Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Thăng Tín đây. Thì hôm nay mình sẽ đi vào sự kiện game poker đại chiến anh em ạ. Đây từ từ nha, tôi mới soi anh em cái lịch ngày hôm nay anh em ạ. Đây, hôm nay thì coi thời sự kiện nhá. Rồi, đầu tiên là tôi cho anh em xem cái đây là cái lịch trình làm video của mình nha anh em ơi. Đấy, thì thứ hai là mình sẽ ra 8:30 mình sẽ ra clip thời tiết của X10 cả tuần luôn anh em ạ, cả tuần đó luôn. Và thứ ba ấy thì mình sẽ làm lúc 10 giờ sẽ có clip sự kiện này. Đấy là ngày hôm nay đấy anh em ơi. Rồi những cái này là clip thứ tư, thứ năm là clip hàng ngày này. Đấy, thứ sáu là clip sự kiện này. Đấy, lại có thêm một clip hàng ngày cho anh em nhé. Mấy ngày nào dính ấy thì được có hai clip, còn ngày nào mà thứ tư, thứ năm thì mình làm một clip thôi anh em ạ. Đấy, còn thứ hai là vì mình bỏ nhiều chất xám ra để làm những cái clip khác. Nên là một clip anh em ơi. Rồi thì mình cũng đi cho anh em xem như thế. Giờ mình sẽ đi hôm nay thứ ba, mình quay lịch trình sự kiện cho anh em xem nhá. Rồi vào phát anh em ơi. Thì tôi cũng cho anh em xem quả thời tiết phát. Đây, tiết nhiều vào lúc 20:11 này đến 22:11 này. Tại vì tôi đáng ra mình không vô thời tiết đâu anh em ạ. Thì tại vì thứ hai thì tạm thời mình vẫn vô thời tiết, tại vì thứ hai nó mới ấy lần anh em ơi. Tiết nhiều nhá. Thứ hai thì mình mới làm cái kia nên là hiện tại mình vẫn làm thời tiết cho anh em xem nhé. Tiết nhiều kill ram anh em ạ, ngon, làm viện trợ khá là tốt nha anh em ơi. Không biết có xà lông không anh em ơi, thì coi thử phát anh em ạ. Không có anh em ơi, không có rồi, thế là kiếm được kill ram cũng ok rồi anh em ơi. Rồi sự kiện ngày hôm nay cho anh em xem nhé. Thì ngày hôm nay sự kiện chỉ cần qua 7 giờ thì update sự kiện rồi. Chừng nào cái ngày bao nhiêu tôi mới mất tiêu ta, thứ sáu ấy thì nó mới có ấy thôi anh em ạ. Nhận qua view phát anh em ơi, view chiến này kim cương quá chơi luôn. Nói chung là server cũ thì anh em đi view chiến rất là ít luôn anh em ạ, nên là qua cứ chơi cho anh em trong view thôi. Thôi tôi nhận, tôi làm gì mấy nhiệm vụ này phát anh em ơi. Đây cái ké của mặt làm sự kiện anh em ơi. Hôm nào tôi kiếm được hạt chính của tôi ấy về tôi chơi lâu dài ấy, rồi tôi cho anh em xem. Ok, bàn quay, sự kiện hôm nay là bàn quay này. Tiếp qua thì bán xuất hiện là thẻ đột phá anh em ạ. Xuất hiện thẻ đột phá này. Rồi dấu ấn Z, ui, dấu ấn Z này ngon anh em ơi. Dấu ấn Z nhá, Z lớn luôn anh em ạ. Quả xuất hiện Z lớn luôn. Thơm thế. Ngon lành cành đào anh em ơi. Ngon lành cành đào luôn. Rồi cái rừng tươi tốt anh em ạ. Cộng thêm là mấy cái linh tinh. À, Rotom này. Ngon, cái này là gì đây? À, tiến cấp rô to anh em ạ. Đấy, lú quá anh em ơi. Ui, bán đạo cụ của ACS nhá. Mở bán đạo cụ ACS anh em ạ. Ui, có bán đá chiên luôn, cái này bán rẻ nè anh em ạ. Này thì bình thường là tốn khoảng tầm 248 thì tiết kiệm được 500 xu của anh em nhá. Ông nào mà muốn rút X10 ấy, mà sự kiện hôm nay là sự kiện gì mà anh em ấy ta? Từ từ nhá. Từ từ, tôi coi thì sự kiện gì mà bán cái đá này. Ok, ngon này. Mấy đá tẩy, đá đồ này thì ok anh em, ngon lành. Ông nào mà thiếu tem đồ, chiên rất là ok. Rút X10 là thần đất nha anh em ơi. Nạp thì kiếm được cái tăng nộ ngon anh em ạ. Ông nào mà không lấy thì hơi bị phí nha. Ông nào chưa có phải lấy thôi. Không là thột chết đấy anh em ạ. Và xu mỗi ngày. Ôi tiêu phí, ui tiêu phí này lỏ thế. Được cái hôm anh em, ui được cái hôm. Mẹ quả hôm ngon thế anh em ơi. 500k xu được 6% speed, 7,4% mắc quê. Đấy, ông nào mà phô máu mà cái này cũng ok phết anh em ạ. Rồi ok. Rồi tới cái phần mới ở đây thì ấy thôi anh em, ngày nào cũng như ngày nào thôi. Rồi, còn cái niềm vui thì còn hai con này anh em ạ. Không, đây không có cái X2 gì anh em ạ. Tiếp theo quỹ tính giờ nhá, lại đắc hô anh em ạ. Hết ngay, quên. Hôm nay là hết ngay của em đắc hô. Rương niềm vui, rebound anh em. Ông nào mà nạp vào test nhân phẩm, cái này cũng khá là ngon anh em ạ. Ra được quả rebound xịn như rebound bước, rebound master thì ngon lành. Ông nào chơi phản ra ribong legan thì ui bao phê luôn anh em ơi. Đừng đạo thử thách thì làm nhiệm vụ phát luôn cho chủ ạc luôn anh em ạ. Đấy, ạc này thì rất là khỏe luôn anh em. Trước mình mới làm clip mấy cái trận BKcham review vân vân, được cái ông anh chủ là anh ruột bên anh em ạ. Ừ, anh ruột cùng đam mê. Đấy, cùng đam mê khắc mọi thứ ở đây. Rồi anh nạp tiền chọn qua quên lú thì mấy cái linh tinh anh em ơi, cái đây thì không đáng là nạp đâu anh em ạ, không đáng đâu. Này khu vực của cái này là gì, tôi quên mất tiêu ta, cái gì đây nè,
cũng được huấn luyện. Ừ đúng rồi, cái linh tinh thôi. Giờ coi thử nhé, bạn xếp hạng cái này thì không có gì thay đổi đây, mà đấu giá đi. Không biết sao mà hồi xưa tôi chơi game ấy, lúc méo là tôi cũng chờ mấy cái quản bả mảnh này tôi đổi anh em ạ, đúng một thời luôn. Mà hiện tại bây giờ mình khôn ra rồi anh em ơi, giờ đấu giá gần như là không ai chơi, rất hiếm server mới thì may ra có ông nào đấu giá chứ không cũng không ai đấu giá anh em ạ. Ông nào muốn lấy tài nguyên từ đó mà kim cương nhiều ấy, ông cứ lấy thoải mái, tại vì đâu ai đấu giá đâu, ngồi chơi mấy thằng admin nó kích lên thôi đấy. Ủa 200 mảnh mà sẽ đau Lugia đi, ông nào lấy Master Lugia về làm gì ta, coi thử phát hay chuột cũ nè, chưa có Master Lugia mà. Ôi, nói chung là này chắc full, hạt này full bet rồi, giờ lên một inventory cộng hưởng nữa là nét anh em ạ. À, tôi có thử này có nền đam hay không, nền crit anh em ơi, nền crit như thế này đâu có chơi được. Mèo này bao nhiêu HP, 210 đẹp. Ừ, đúng rồi, giờ là chuyền con Ray sang cũng chả có vấn đề gì đâu mà. Nó tăng speed lên mà con mèo thì đừng có để speed quá cao, quan trọng là đép ARM thôi chứ mà speed cao quá cũng phí. Tốt nhất thì chủ hoạt mà rảnh ấy, mấy ông build con đép lên, build đép càng cao lên, thủ càng trâu. Đấy, không anh em build HP cao lên đi mà con này thường thì tôi bị build HP cao hơn. Tại vì mỗi lần đánh ấy thì nó chỉ chịu không quá 25% HP tối đa. Đấy. Thì tôi nói chung là quá ngon đấy. Cái này thì anh em cứ yên tâm, cứ làm một quả lên là ngon lành, hút skill đơn thể lên đấy, hiệu quả thủ sáng đấy anh em, thủ sáng là hút skill đơn thể đó anh em ạ, nói cho nó dễ hiểu anh em ơi. Chúc mừng đi qua mọi thứ sương sương cho anh em xem. Giờ thì làm nhiệm vụ ạc này giúp ông anh luôn đấy, ạc mình thì mình lười làm nhiệm vụ lắm anh em, nhưng mà ạc của anh em đồ tôi chăm chỉ vậy ao ra ghê. Này full nó rồi, full nó rồi, ở đây mày quá con để ấy đi mà áp ít 10 này. Cái này thì bỏ xu vào nhanh gọn luôn, không như động bỏ cái bỏ vang vào nhanh gọn chứ không nhất thiết là mình phải canh co đi mà. Server mới thì cùng suy nghĩ chứ server cũ thì không có việc gì là nghỉ anh em ơi. Mua BK bởi cả tích liên đi. Ôi, tích liên không kiếm à, ôi tích liên kiểu này mấy thằng quỷ kia nó ngứa nó đánh lên thì lại chết dở anh em đấy, hơi khoai ạc này bắt đầu tích liên anh em ạ. Anh chủ ạc bắt đầu tích liên rồi, rồi chọn phát này đấy, chỉ số thì rất là ok luôn anh em, mỗi mỗi tội hơi mất thời gian tí bon choảng nhau phát này thì đấy, giờ còn mỗi ô thì đi thôi, chịu thế nào nổi được anh em ơi, không chịu nổi được đâu. Bạn này đi tích liên thôi anh em ạ, à. Đi tích liên luôn, đi tích liên bao nhiêu liên rồi, 8 liên rồi, đánh hai phát nữa lên 10 liên anh em ạ. À, rồi đánh hai phát nữa lên 10 liên luôn anh em. Cố gắng cho chủ hoạt kim cương hơi nhiều cho nhiều lên. Đằng này giờ lên có inventory cộng hưởng là bao nét, gọi là cực kỳ là ngon. Rồi chọn phát này đi Ray qua về Ray anh em ạ. Đấy, bẻ cổ con Ray sớm chứ đỡ bớt đau khổ anh em. Mà nó trâu quá nên trâu này còn sống tới cuối mới ác chứ. Rồi làm phát nữa này à, Trung Quốc à. Cảm ơn ông Việt Nam mình mới cười lắm anh em. Mẹ hù hù sale mới mấy ông đỡ tên Trung Quốc, đỡ tên Mewin ấy, mấy ông nào nạp tiền nhảy ngay sợ rén anh em ạ. Mày gặp chúng mấy thằng đó anh em nạp bao nhiêu cũng chết, tụi đó là tiền 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 tiền, nó gọi là ăn 500 đời nó chưa hết mà anh em. Đấy giờ nó nạp vào vài trăm tỷ chuyện bình thường à, không không đua tụi nó được đâu, không đua tụi nó được anh em ạ. Nạp giờ nạp với tụi nó cũng căng đét lắm, không khó khó nhằn lắm anh em ơi. Đấy, giờ cầm 1 tỷ trong tay nạp vào đua tụi nó cũng không khó khó lắm anh em ạ, khó lắm, không không vô được đâu. Còn đợi mỗi vua kiếm này thì tôi nghĩ dễ tập thế, hôm nay chắc né né liên thằng top 1 rồi. Ok mấy hôm nay thì muốn ngon lành thì tôi cho chắc kèo đi anh em ạ. Mèo này này quả này sợ tích gặp à, sợ tích gặp thì sợ top 1 nó BK gặp thì dở. Nếu
chiến thua anh Tùng K2 mà. Thôi tốt nhất gài tem vào chứ không cũng to. Thôi giờ đợi tem như thế này nhá. Ok, thôi sắp lên lại đi rồi chứ mà mất liên thì lại thâu cả đời. Đấy. Chú Bạc nhắn tin cho ông top 1 nè, bảo ông đừng có đánh BK nữa, ông đã tích lên 50 rồi được, ông đừng đánh nữa anh em ơi. Chứ không lỡ ông đánh thì mất liên thì chết dở ấy. Rồi. Thì như thường ngày đó anh em, đường nào mua 2-3 phát rồi. Lực con này thôi anh em ạ. Đấy, tăng cái này pro cái này lên up cho full bet lên 40 luôn. Người ta không biết ạc nào full 40 cho ta. Full viên nhà bet 9 con hơn 40 hết. Hiếm lắm anh em ạ. Tới từ tới tới cái ngưỡng nhất định người ta ít kia người ta lên theo nó đi. Thờ phụng này. Làm mấy cái nhiệm vụ linh tinh. Xây dựng phe đo 3 phát. Đấy. Rồi thờ phụng anh em bạn nghe được 5 phát kiếm được tí kim cương đấy, hơn thì được 300 mấy, còn xui thì 75, không thì tập luôn anh em ạ, được cái nịt. Đấy. Được đúng cái nịt đã đeo rồi. Trời, ủa sao chưa đi dùng vụ ngày hôm nay à? Đi dùng vụ ngày hôm nay đi cho nó lưu lưu ký nè, phải lưu ký đi đài không biết thiếu cái đài nào đâu ạ. Người cho cái đài sẽ ướp Udova là ngon rồi. Thôi đi luôn giúp chủ ạc thôi đi ơi. Di tích cổ này. Uầy, rồi đừng có ạc này full di tích cổ nha. Full là đau đầu lắm em ạ. Ui đâu rồi, sao nó lâu thế. Nãy qua đi vẫn chưa đi vẫn da luôn đi. Thôi đi nhiều cái này phát đấy, rảnh đi giùm anh chủ ạc nhá. Đấy, nói chung ông anh mình khá là bận anh em ạ. Ông làm ca đêm thì nghiệp càng ngày thì thường còn phải ngủ để ông bù lại cái ca đêm của ông. Thế nói chung là ông cũng không có thời gian cày nhiều đi em ơi. Giờ game này nếu mà không có thời gian cày nhiều á, kiểu nó thọt ra thọt vải o ra anh em ạ, rất là khó để cho anh em chơi chai hát khi mà anh em không có thời gian, rất là khó luôn. Này master với cái lên tin này thì mình đợi ông làm nhé. Này thử thách tổ đội thì cũng để tới 11 giờ câu cá này tháp bk vân vân cũng như thế thôi. Này tôi xem thử cái bài di tích hình như là full trăm đúng không, vậy chưa full mà, vậy là ông đi trước rồi nè, mà ông không ông làm quả đi trước hồi tối qua rồi đấy. Này thì ông được quét lại thôi. Ok mình cũng đã đi sương 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 rồi nè, mà thôi coi thử có gì đợi nghịch nghịch làm ván bk cho anh em xem. Rồi đánh với Glogon 1221 à, 398 mặt kiếm khiên đúng không, không phải hả? Rồi ok gặp với 21 mấy anh em ơi, ban kia cộng hưởng mấy con này khủng lắm. Rồi, hô này kèo này thì cũng hơi kho lang tí anh em ơi. Ê, qua về lắc nó với ban nhá. Rồi ok làm một kèo, làm một ván thôi anh em ơi, làm một ván xong kết thúc clip luôn anh em ạ. Đấy làm một ván xong kết thúc luôn anh em ơi. Nói chung là giờ của buổi sáng anh em ơi, làm cái clip này buổi sáng đó là nhất thiết là mình phải để lại ghế để cố đánh chứ không là để thọt lắm anh em ạ, không vào được top 10 ấy. Bình thường vào được top 10 mà nếu mình chơi thế thì nó không được vào được top 10 anh em ạ. Tôi bị sâu luôn, một chém đi. Rồi bút lên này. Rồi quả hô ô thế nào đây? Bà hô thì bạn bao nhiêu speed ta, cô thử phán 1,4 triệu à, con hô này cũng khỏe phết anh em. Đây là trong BK liêng nhé, bữa ngoài thì nó thấp hơn BK liêng thì chỉ số nào hơn như tôi đấy, 1 triệu lên 1,2 triệu đấy anh em ạ. Đấy từ 1,1 triệu kia lên 1,1 triệu được gần 1,2 triệu đấy. Trong BK liêng thì nó ảo lắm anh em ạ. Thôi cái đây trận này thì ăn chắc mặt bờ rồi anh em, là bỏ qua nhé. Rồi qua tay thứ hai, quan trọng là tay thứ hai này anh em ơi, trận qua Black đánh với Bankia. Bạn kia kia khỏe lắm anh em ạ, giờ không được đâu, 75, 75, 8 mét một chiến ấy. Rồi thì tôi có tơn trước à, ảo ma thế, em mình lại có tơn trước, ngồi nghỉ anh em ạ. Rồi, nổ phát, nổ sấm sét đi luôn đi. Ê, trâu thế. Uầy, con ban này tầng tới là 2 triệu dép, 2 triệu ARM, mẹ. Gì thế chơi. Ban mà build theo dép ARM khỏe thế. Nên em ạ, như tôi đây chưa được 1 triệu dép ARM nữa, ông này 2 triệu dép hay ôi nổ dép ARM lên cao thế anh em ơi. Nhưng mà kết hợp với rank băng thì dép nó phải cao anh em ạ. Ôi thế bà là men mang xét ô. Rồi đi phát đi. Uầy, tôi biết ngay, khỏe lắm, ba này khỏe lắm anh em ạ. Không nhờ được đâu anh em ơi.
Một phát nó sấm sét đi, một phát đi luôn đấy, mượt anh em ạ, à, mượt một phát đi luôn anh em ơi, ngon đấy, kèo này quá thơm luôn. À, thử lại đang hứng thú để có thử công nào. Uji One à, sáng thế bá chủ anh em ạ, à, kèo này thì ủa xong sắp lại như thế, sắp như thế này thì không có kèo đánh anh em ạ, à, sắp lật chia ra thì mới có kèo đánh, sắp này thì mình đánh không vui anh em ơi. Cho biết này, biết này thì cũng không có gì để test. 38 trên vũ, ui nhiều anh em lạ quá anh em ơi. Thôi thôi hết kèo rồi anh em ạ, thôi mình cũng kết thúc clip tại đây luôn anh em ơi, cảm ơn em đã xem clip của mình nhé, bye bye, hẹn mọi người gặp lại ở clip tiếp theo nhé, bye bye mọi người.